Namaste, chào mừng các bạn đã trở lại với các bài tập của Hoàng Nga. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập yoga trị liệu làm giãn mềm cổ vai gáy, giúp chúng ta lưu thông khí huyết. Và nếu như bạn muốn rằng không bỏ lỡ các video luyện tập mỗi ngày của Nga, hãy nhớ bấm đăng ký kênh ở trên kênh YouTube nhé, bấm kể cái nút hình quả chuông màu đỏ bên dưới video. Và nếu như bạn muốn rằng có thể luyện tập cùng với trong nhóm với Hoàng Nga và chúng ta sẽ hỗ trợ nhiều hơn, thì hãy bấm tham gia vào cái link tham gia nhóm ấy ở bên dưới bài nhé. Và bây giờ hãy sẵn sàng trở về trên thảm, chúng ta vào bài tập. Ngồi khoanh chân, cuộn xương cụt, thẳng lưng, cuộn vai ra sau, hai tay chắp lại trước ngực. Hãy từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào thật sâu, tròn căng bụng lên, thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Rồi chúng ta hãy từ từ mở mắt ra. Hai tay chúng ta trao vào nhau thật mạnh, làm ấm lòng bàn tay, rồi đưa lên áp vào mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, rồi đưa ra xa, nhìn vào lòng bàn tay, rồi chắp tay lại trước ngực. Ta bắt đầu với phần khởi động. Hít vào, tay phải nắm lấy phía trên đầu sát mang tay, tay trái nắm trên đầu sát mang tay bên phải, nghiêng đầu qua bên trái. Nào, mắt của chúng ta nhìn lên trần, thả lỏng bờ vai, thả lỏng cơ thể. Bạn cũng có thể nhắm mắt, ta sẽ thư giãn sâu hơn. Giữ ở đây nào. Cảm nhận vùng cơ cổ bên phải đang được căng giãn. Hít vào, về giữa, thở ra, ta đổi bên. Tay phải nắm lấy phía trên đầu sát mang tay bên trái, nghiêng đầu qua bên phải, mắt nhìn lên trần, thả lỏng cơ cổ. Giữ đây. Hít vào, buông tay, thở ra. Nào, mắt chúng ta nhìn sượt qua bên vai trái sang ngang, vai chúng ta giữ ở đây, thả lỏng vai. Rồi thở ra hết, về giữa, hít vào, thở ra, đổi bên sang phải, mình giữ đây nào. Hít vào, rồi thở ra. Nào, vặn người, tay phải chúng ta đặt lên đầu gối trái. Hít vào, nâng ngực, đẩy ngực lên, tay trái chống phía sau người. Thở ra vặn sang trái. Nào, mắt nhìn vượt sượt qua vai phải ra sau, mình giữ nhé. Nào, hãy đẩy thẳng lưng của mình lên nào. Rồi, về giữa. Thở ra hết, hít vào, thở ra sang phải đổi bên. Nào, tay phải chống phía sau người, tay trái đặt lên gối trái, vặn người sang phải. Nào, đẩy lưng dưới của bạn lên, thẳng lưng trên mình giữ. Rồi, thở ra hết, về giữa. Rồi, ta cuộn vai nào. Hít vào, cuộn vai ra trước, mở và sau, thở ra. Rồi, ta bắt đầu nhé. 5 4 3 2 1 Đảo chiều nào. 1 2 3 4 5 Hít vào, rồi thở ra. Nào, hai tay chúng ta đưa phía trước, tương tự như tư thế tay đại bàng á, dựng trỏ tay của mình lên. Rồi
tay trái bên dưới, tay phải bên trên, chúng ta quấn hai cái cổ tay vào nhau. Đó, các bạn hãy chú ý nhé. Khi mà chúng ta khó để giữ thì mình sẽ lùi cái hai cái bàn tay trái ở bên dưới xuống. Rồi mình giữ đây nào. Giữ nào. Nào, mềm người ra, bạn cũng có thể nhắm mắt lại và thở dài. Rồi, thở ra hết, buông tay. Rồi, hít vào, dựng lên. Rồi thở ra, ta đổi bên tay phải bên dưới, tay trái bên trên, quấn cổ tay nào. Hãy chú ý nào, đẩy lưng của mình lên, thẳng lưng nhá. Mình ngồi không cụ cái lưng xuống. Chúng ta giữ ở đây nào. Rồi, hít vào, buông tay, thở ra. Hai tay chúng ta chống với đầu thảm, cánh tay và đùi chống cùng góc với thảm. Hai tay chống mở rộng bằng vai, đầu gối mở rộng bằng hông. Nào, ngừng ngón tay sẽ rộng, áp chặt lòng bàn tay xuống thảm, tư thế bò mẹo. Hít vào, võng lưng, nhấc cả vai của bạn lên. Rồi, thở ra hết, cuộn gù lưng lại, mắt nhìn xuống. Hít vào, võng lưng, nhấc cao vai. Nhấc cao vai lên nào. Ngon. Thở ra, gù lưng lại, mắt nhìn xuống rồi. Một lần nữa, hít vào, võng lưng, nhấc cao vai. Rồi chúng ta giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Thở ra hết, cuộn gù lưng lên cao, mắt nhìn rốn. Rồi ta giữ cầm chạm họng cổ. 1 2 3 4 5. Hít vào, mình thở ra. Tư thế sâu kim. Tay phải chúng ta lạm trụ chống xuống giữa người. Rồi hít vào, vươn tay trái lên, mắt nhìn theo tay. Rồi thở ra, hạ vai trái xuống giữa thảm. Rồi bạn hãy chú ý nhé, là bây giờ cái đùi của chúng ta vẫn vuông góc với thảm đấy. Rồi hạ vai trái xuống giữa thảm, tay trái để sang ngang. Rồi vươn tay phải lên, lòng bàn tay trái của bạn ngửa lên. Rồi mình giữ đây, chú ý nào, cái hông mình không lệch nhau nhé. Dưới 5 4 3 2 và 1. Hít vào, chống tay, thở ra, nâng lên. Rồi ta đổi bên, tay trái làm chỗ, hít vào, vươn tay phải lên, mắt nhìn theo tay. Thở ra, hạ vai phải, đưa xuống giữa thảm, vươn tay trái lên. Rồi bạn hãy ngửa lòng bàn tay phải, mắt nhìn theo tay trái bên giữ. 5. Nếu mà cái cổ mình nó cứng, mình khó nhìn, theo tay chúng ta nhìn sang ngang. 4 3 2 1. Hít vào, chống tay xuống, thở ra, đẩy người nâng lên. Hít thở sâu. Rồi bây giờ tư thế mặt bò. Nào, bạn hãy chú ý nhá. Bây giờ chúng ta nhấc cái cẳng chân phải của mình lên, bắt qua bên đầu gối chân trái. Bạn kê ha, sát hai cái đầu gối của mình vào nhau. Rồi bây giờ chúng ta ngồi xuống thảm. Bạn sẽ cảm thấy rất là khó để chúng ta có thể chồng hai cái đầu gối lên nhau được. Vậy mình chống tay lên phía trước, nhấc mông lên, rồi kê sát để cho hai đầu gối chồng lên nhau, rồi hạ xuống. Rồi nếu bây giờ bạn vậy cảm thấy chưa kê được sát hai cái đầu gối vào nhau, chúng ta lại tiếp tục chống tay lên, nhấc mông lên. Và lần này bạn sẽ sử dụng bên cạnh tập nhé. Nhấc bên cạnh tập lên, chúng ta đặt xuống dưới mông của bạn, rồi chúng ta ngồi lên. Đó, bạn sẽ có một tư thế thoải mái hơn người nào. Thẳng lưng lên, đẩy ngực lên.
Hít vào, vươn tay tay lên, cánh tay song song, lòng bàn tay hướng nhau, bưng dài lên, kéo dài cuộc sống ra đã nào. Rồi thở ra, đưa tay trái xuống phía dưới, đặt ngửa lòng bàn tay, áp mu bàn tay trái vào lưng, tiếp tục gập bàn tay phải xuống. Hai cái tay của chúng ta móc vào nhau. Rồi bạn hãy cố gắng xem là mình có móc được vào nhau không. Nếu mà chúng ta không móc được, bạn sẽ sử dụng sợi dây này, cầm theo sợi dây ở lòng bàn tay phải nhé. Rồi đưa lên để nối hai cái tay của mình vào qua sợi dây. Rồi chúng ta lân theo sợi dây để chúng ta móc tay vào nhau nhé. Đó, giữ nào. Các bạn với rồi thì chúng ta không cần dây nữa. 5, đẩy ngược lên nào. 4, và bạn đã với được sâu hơn thì chúng ta có thể nắm hai cổ tay vào nhau, đẩy ngược lên, ngược giữ nào. Cố gắng là mông nhấn xuống thảo. 3, 2, và 1, hít vào, buông tay, thở ra. Rồi chúng ta đuổi bên, vươn hai tay lên, vươn dài lưng, kéo dài cuộc sống ra đã. Tiếp tục đưa tay phải xuống phía sau lưng, áp mu lòng bàn tay phải vào lưng. Rồi chúng ta gập tay trái xuống. Rồi hãy móc hai tay vào nhau. Nếu chưa móc được, lại tiếp tục chúng ta sử dụng sợi dây nhé. Rồi mình giữ đây nào, thẳng lưng của mình lên, nhấn mông xuống thẳng, thả giữ. 5, 4, 3, 2, và 1, hít vào, buông tay. Rồi mình thở ra. Nào bây giờ chúng ta hãy chống hai tay của mình sang ngang, phía ra phía ngoài mép thảm, đẩy ngực lên, thẳng lưng lên. Hít thật sâu, thở ra, vươn người về phía trước, chúng ta gập xuống. Nào hãy lưu ý là chúng ta chỉ gập khi lưng mình thẳng nhé. Khi bạn thấy cái lưng mình cong thì chúng ta không gập nữa và mình giữ ở đây. Rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể, bạn có thể nhắm mắt lại và thư giãn sâu trong tư thế. Và mình giữ đây nhé. Thẳng lưng lên nào. Bài tập này sẽ còn giúp cho chúng ta lưu thông khí huyết ở vùng khớp hông, khớp háng, cho chúng ta khớp hông, khớp háng mềm mại hơn, giảm các cơn đau thần kinh tọa. Rồi hít vào, nâng người lên, thở ra, chống hai tay xuống thẳng, nhấc mông của bạn lên. Tiếp tục ta đổi bên nhá, rút chân phải xuống, nhấc chân trái lên, bắt qua bên đầu gối chân phải, kê cho hai cái đầu gối sát vào nhau. Rồi bây giờ bạn hãy ngồi xuống thẳng. Bạn sẽ cảm thấy rất là khó để chúng ta ngồi xuống nhá. Chống hai tay về phía trước, tiếp tục lại kê sát hai cái đầu gối vào nhau rồi ngồi xuống. Và bây giờ nếu bạn vẫn cảm thấy chúng ta chưa ngồi xuống được, cái đầu gối nó bênh lên nhiều, chống tiếp tục hai tay xuống, nhấc mông lên, kéo sát hai đầu gối vào nhau. Lần này hãy kê viên gạch xuống mông rồi chúng ta ngồi xuống. Nào, khi bạn kê viên gạch dưới mông, chúng ta có một tư thế thoải mái hơn rất là nhiều rồi. Nào mình giữ nhá. Nào hít vào, vươn hai tay lên, hãy lưng dài lên, kéo dài cuộc sống ra đã. Rồi thở ra, tay phải bên dưới, ngửa lòng bàn tay của bạn lên, úp mu lòng bàn tay vào sau lưng, rồi tay trái gập xuống, móc hai tay vào nhau. Nếu chưa móc được, chúng ta sử dụng sợi dây nhá. Nào thẳng lưng lên và mình giữ đây. Móc được rồi, cố gắng lân cái cổ tay vào nhau. Giữ. 5, 4, 3, 2, 3, 1, hít vào, buông tay, hạ xuống. Rồi thở ra. Thôi ta đổi bên nào, vươn hai tay lên, vươn dài lưng, kéo dài cuộc sống ra đã. Đưa tay phải xuống dưới, áp mu lòng bàn tay vào phía sau lưng, gập tay. Đưa tay trái xuống dưới, áp mu lòng bàn tay vào sau lưng, rồi gập tay phải xuống. Hai tay bạn cố gắng móc vào nhau. Rồi bây giờ
Nếu móc được rồi, chúng ta sẽ nắm lấy cổ tay, nào đẩy ngược lên, nhấn mông xuống thẳng, mắt nhìn phía trước và bạn giữ nào. Rồi hít vào, buông tay, chống xuống thẳng. Rồi thở ra, ta đổi bên nhá. Vươn hai tay lên, tiếp tục đưa tay phải xuống dưới, tay trái bên trên, móc tay vào nhau, mắt nhìn thẳng và ta giữ. Nếu bạn chưa nắm được thì sử dụng sợi dây, nắm được rồi cố gắng móc vào, móc được rồi bạn cố gắng nắm lấy gần hai cổ tay sát vào nhau và ta giữ. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào nào, buông tay, hạ xuống. Thở ra hai tay chúng ta chống xuống phía bên ngoài nắp thảm, đẩy ngược lên, thẳng lưng của bạn lên đã. Rồi chúng ta tiếp tục gập xuống, lưu ý nhé. Chúng ta chỉ gập khi cái lưng mình thẳng thôi nhé, mình ngồi không gập nào. Giữ, nắm, nhấn mông xuống nào, không bênh mông nhá. 4, ba, hai, thẳng lưng lên nào, một, rồi hít vào, nâng người lên, thở ra, nhấc cẳng chân trái của bạn lên, kê sát vào bên đầu gối bên phải, hãy nhớ là cái lòng bàn chân trái của chúng ta úp xuống thảm nhá. Tay trái mình chống phía sau mông, cách mông một găng tay, và nếu bạn cảm thấy cao thì chúng ta đặt viên gạch xuống đó, bạn sẽ chống tay của mình lên viên gạch, bạn sẽ có tư thế dễ chịu hơn nhá. Nào mình chống tay trái xuống, tay phải cài lên đầu gối trái, vặn người sang trái, rồi hãy thẳng lưng của mình lên, rồi mắt nhìn sượt qua vai trái ra phía sau, mình giữ ở đây nào. 5, 4, thẳng lưng lên nào, 3, 2 và 1, hít vào, xoay về phía trước. Rồi mình thở ra, chúng ta đổi bên nào, nhấc cẳng chân trái kê sát ở phía sát gần mông bên phải, nhấc cẳng chân phải lên đặt lên sát đầu gối trái, tay phải chống phía sau người, nếu căng hãy chống tay lên viên gạch, nâng ngực đẩy ngực thẳng lưng, cài trỏ tay trái lên đầu gối phải, hít vào, thở ra, vặn người sang bên phải. Nào hãy chú ý nào, cái lòng bàn chân phải của chúng ta úp xuống thảm, không ngửa nó lên nhá. Mình giữ, thẳng lưng lên nào. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, xoay về phía trước. Rồi mình thở ra, duỗi thẳng hai chân, duỗi thẳng hai chân nhá. Nào hít vào, vươn hai tay, vươn dài lưng, kéo dài cột sống. Thở ra hai tay bạn nắm lấy bàn chân. Nào hãy chú ý nào, khi mà bạn cảm thấy căng thì chúng ta sẽ sử dụng sợi dây, vòng sợi dây qua lòng bàn chân, trùng thì tay lại đẩy ngược thẳng lưng lên. Rồi bạn hãy chú ý là chúng ta chỉ gặp cái lưng mình thẳng đấy nhá. Giữ lưng thẳng, rồi thẳng lưng lên đã. Đúng rồi, thẳng lên rồi. Rồi, thở ra nếu bạn còn khả năng chúng ta mới tập xuống. Nếu chúng ta thấy cái lưng mình gù thì không gập nhá. Rồi mình giữ nào. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nâng người lên. Rồi mình thở ra, buông sợi dây, hạ khuỷu tay, chúng ta nằm xuống thẳng trong tư thế cây cầu, hai chân co lại, gót chân gần sát mông, bàn chân song song và mở rộng bằng hông. Tư thế này sẽ lặp lại nhiều lần, bạn hãy quan sát tay của mình để gần gót chân, hít vào nén thở, nâng bụng, nâng hông lên cây cầu, hãy nâng cao lên sao cho cằm của mình chạm sát họng cổ, rồi hạ
xuống, chúng ta mới thở dài nhé. Nào bây giờ mình bắt đầu nào. Hít vào nén thở lên. Xuống. Thở. Hai lên. Nào, cố gắng nâng cao lên nào. Đúng rồi, rất là tốt. Xuống. Thở. Ba lên. Nâng cao lên. Rất tốt, bài tập này còn giúp chúng ta phòng tránh đau lưng. Xuống. Thở. Bốn. Lên. Nâng cao nữa lên. Đúng rồi, rất tốt. Xuống. Thở. Lần cuối lên. Nào, đẩy ngực lên nào. Đúng không? Cao nó lên. Rồi. Xuống. Thở. Nào, hít lên, rồi mình giữ. 5 4 cao nữa lên, 3 2 3 1 hít vào, hạ xuống. Thở ra hai tay, cào lại ôm lên gối. Thư giãn toàn bộ cơ thể, bạn có thể nhắm mắt lại, thư giãn sâu hơn. Rồi buông tay, nhấc cẳng chân phải của bạn lên, bắt chéo qua bên đầu gối chân trái. Hít vào, thở ra đổ người sang bên trái. Đầu xoay theo hướng ngược lại. Rồi tay phải giữ ngang hoặc thấp hơn vai. Nhắm mắt lại và thư giãn nào. Rồi hít vào, lật người về giữa, thở ra. Ta đổ bên, nhấc cẳng chân trái lên, bắt chéo qua bên chân phải. Rồi đổ người sang bên phải. Đầu xoay theo hướng ngược lại. Tay trái duỗi ngang hoặc thấp hơn vai. Lòng toàn bộ cơ thể, ta thư giãn nào. Hít vào, lật người về giữa, buông chân sát ra hai bên mép thẳng, tư thế sát trên, hai chân rộng sát ra hai bên mép thẳng, hai tay duỗi xuôi dọc theo thân, nằm thoải mái và thư giãn. Hãy từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy tưởng tượng các cơ của ta đang trải dài rất chi thẳng, không khí xung quanh ta thật trong lành và mát mẻ. Cơ thể ta đang đón nhận tình yêu thương của vũ trụ. Tình yêu thương của vũ trụ tràn ngập các cơ thể ta. Ta cảm nhận được giai điệu và tình yêu của Bhavana. Kevana, hít vào thật sâu, tròn căng bụng lên. Thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong. Thả lỏng các cơ trên mặt. Hãy làm giãn vùng da ở giữa trán. Hãy đặt trên môi một nụ cười. Thả lỏng đôi bờ vai, cơ ngực, khớp hông, khớp háng, đôi chân. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm.
Từ đây hãy cử động nhẹ 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Hãy từ từ mở mắt ra, hai tay ôm chéo hai vai trước ngực, hít vào, nâng cao thần trên lên khỏi thảm, nghiêng người sang trái phải, trái phải, trái phải. Thôi ta hạ người xuống, hai tay đan nhau trước bụng, hít vào vươn căng hai tay, sau đầu lật ngửa lòng bàn tay, đạp căng gót chân ra ngoài. Rồi từ đây đặt chống tay, lật nghiêng người sang một bên, nâng người chúng ta ngồi dậy. Chúng ta đã có những giây phút thư giãn tuyệt vời cho vùng toàn bộ cổ, vai gáy và toàn bộ cơ thể của mình. Và nếu bạn thấy bài tập hữu ích, đừng quên bấm like và chia sẻ tới những người bạn xung quanh của mình để chúng ta cùng luyện tập. Và nếu như bạn muốn rằng có thể được luyện tập ở trong nhóm cùng với Hằng Nga, nhóm hoàn toàn miễn phí nhé, thì có cái link tham gia nhóm ở phía dưới này, thì hãy bấm vào link tham gia nhóm ở dưới nhé, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Còn nếu như bạn muốn tham gia các khóa học có phí cùng với Hằng Nga thì cũng đừng ngần ngại kết nối và liên hệ với Hằng Nga nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những bài tập tiếp theo. Namaste. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Nguyễn Hằng Nga. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.